Sang Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần đọc hiểu N2 về nội dung Gen o Tsukamu, nắm bắt nội dung tổng thể trong chương số 2 nhé các bạn. Ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu với bài số 4, một nội dung nói về email. Và câu hỏi của chúng ta ở đây đó là e Kono meiru no kenmei toshite ichi ni hairu mẹ là tiêu đề Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là à nội dung của cái mail này là gì nội dung chính là gì sau đó mới xác định được tiêu đề đúng không Ở đây thì bỏ qua phần đầu thư cũng như là phần cuối thư thế thì nội dung chính là gì chúng mình thấy có xác tệ つきましてはさて、ご注文いただきましたクッキー星の砂ですが、非常にたくさんのご注文をいただいており、現在生産が追いつかず品切れの状態です。リンクワン電気さんファムクッキー星の砂、ま,まビビだあ、ウィフんちだ、アンチだ、だらん。 nhận được rất nhiều cái chu mông nhận được rất nhiều đơn hàng cho nên hiện tại là xe sang ga sự nghĩa là sản xuất cũng không có đuổi kịp do vậy rơi vào tình trạng hết hàng sẽ các gỗ chu mông đã mất công anh chị đã đặt, đặt, đặt hàng bạ chúng tôi lại không thể nào mà gửi hàng ngay nên vô cùng là xin lỗi vì điều này. お送りできるのが早くても1ヶ月先の4月20日以降となってしまいます. Với cái ít hàng của ngày hôm nay thì giả sử chúng tôi có gửi hàng cho quý vị thì sớm nhất cũng phải mất khoảng 1ヶ月先 nghĩa là một tháng tới đó là vào khoảng từ sau ngày 20 tháng 4 trở đi. つきまして

cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi hàng. Mong quý vị hãy trả lời vào chính cái email này. Vậy thì chúng ta thấy ở đây rằng là à nhìn vào là thấy có shinagire no jotai nói về cái tình trạng hết hàng. Sau đó họ có đưa ra một lời xin lỗi. Và tiếp theo nội dung quan trọng hơn, đó là họ yêu cầu nhờ mình kento cái việc là mình có giữ nguyên đơn đặt hàng hay là sẽ hủy bỏ. Và sau đó là henji vào cái email này. Vậy thì chúng mình cùng nhau xem xem là lựa chọn nào là đúng nhất. 1番 này no cái ăn nay về sản phẩm mới là sai rồi đúng không? Còn shinagire no owabi nghĩa là xin lỗi về tình trạng hết hàng Có vẻ đúng để đó đã nhá. Sang bằng Ego gozaimashita Cảm ơn vì đã đặt hàng Cảm ơn vì đã đặt hàng thì nó chỉ có ở đoạn đầu này thôi Đúng không ạ? Makoto ni ariato gozaimashita Vì bạn đã đặt 10 cái hộp bánh quy về gọi là Hoshino Suna này Còn nhông Chung Chúng tôi xin hủy cái đơn đặt hàng Thì không hề đúng không Bởi vì đoạn cuối người ta cũng nói là Mình hãy quyết định xem là giữ nguyên đơn đặt hàng Hay là hủy bỏ Chứ không phải họ Họ hổ đi kê si Mà ô tô đi kê si nhí nà ra Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là Nhì bạc à. Vậy thì Tiêu đề của email này có thể đặt là Shinagire no Oabi Trong bài thì chúng ta thấy có một số từ và những cái biểu hiện ngôn ngữ liên quan đến kính ngữ Ví dụ như môn thì người ta dùng là Go Hay là Homsitsu Bản chất chính là Kyo Oitsukazu chính là Oitsukanai de Hijouni chính bằng Sugoku Hoặc là totemo". Hay là Ikagetsu Saki Nghĩa là Kore kara -no -ka Ngoài ra thì người ta còn dùng với cái gì ạ? Makoto ni arigatou gozaimasu Chân thành cảm ơn hay là Atsuku ore -si Xin gửi một lời cảm ơn, lời lễ rất là ấm áp Ý là cảm ơn sâu sắc Bởi vì lúc nào cũng đã ủng hộ lựa chọn sản phẩm của chúng tôi đó. Ngoài ra chúng mình cũng thấy rằng là gì ạ Gochumo itadakimashita Thay vì là itadaita Người ta chuyển là itadakimashita Thì sẽ thể hiện sự ký ngữ hơn Hay là itadaite ori Thì là itadaite imasu Hay là to natte shimaimasu nát màu. Ngoài ra thì chúng mình cũng thấy người ta có dùng cái dạng nhà aratamete chính là mata và lịch sử hơn của nó là Aratamemashite Ngoài ra còn có các từ như là torokehi thì chính là otorokehi là cái ngày mà sẽ chuyển hàng, gửi hàng Hay Go phu mẹ là có cái điều gì mà không hiểu, không rõ Thì gồm em liêu na cự nghĩa là bạn đừng có ngại, xin hãy đừng ngại Hãy hỏi chúng tôi Người ta hay đi cười một cái cụm là Không có tổng một yoroshiko negai moshiagemas Đó là mong anh chị sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi về sau trong bài cũng có một số từ mới như trên chúng mình cùng nhau lưu ý nhé như là xe sáng oitsuku no hình liosho soru shinagi -de. Hay no Và như vậy chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu xong video số 4 trong nội dung về nắm bắt nội dung tổng thể Zen Tao Tsukamu này. Và hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về cách làm của những dạng bài của, của phần này. Và chúng mình cùng nhau hẹn gặp lại ở video tiếp theo để tìm hiểu những dạng bài tiếp theo nhé. Hẹn arigatou gozaimashita.